Sáng nay, tại hội trường tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 tổ chức hội nghị lần thứ 22. Dự và chủ trì có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban đảng trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận những nội dung đề ra tại hội nghị, trong đó tập trung thảo luận đánh giá kết quả trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên thời gian qua và kết quả đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phân tích, đánh giá những khó khăn thuận lợi trong việc quản lý giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc dừng thực hiện mô hình thí điểm trưởng ban dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026. Kế hoạch tiếp tục thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2026. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm việc điều chỉnh phương án quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến tán thành với các nội dung cơ bản của phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đó là đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương có 4 thành phố Hưng Yên, thành phố Mỹ Hào, thành phố Văn Lâm và thành phố Văn Giang, 2 thị xã là thị xã Yên Mỹ và thị xã Khoái Châu, 4 huyện là Tiên Lữ, Phù Cử, Kim Động, Ân Thi. Đến năm 2037, tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có 3 quận, 2 thành phố và 5 thị xã. Đến năm 2050, thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương có 8 quận, 2 thị xã. Phát triển đô thị đó là tất yếu của một đất nước phát triển. Nhưng mà đối với thành phố Hưng Yên ấy, thì trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết 21 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển thành phố Hưng Yên, thì đến năm 2025 vẫn là xây dựng trở thành đô thị loại 2. Riêng nhiệm vụ này thì thành phố Hưng Yên chúng tôi đang triển khai rất tích cực, cụ thể, chi tiết, và trong đó có nhiệm vụ là phát triển 5 xã địa phường. Và trong nghị quyết đến năm 2030 thì cũng nói rõ Hưng Yên cơ bản các xã thành phường. Thế như vậy theo cái mục tiêu này mà theo cái điều chỉnh quy hoạch thì đến năm 2030 trở ra thì Hưng Yên, Mỹ Hào và Văn Giang để phấn đấu để trở thành quận thì nó cũng là rất phù hợp. Thị xã Mỹ Hào cũng đã điều chỉnh về quy hoạch thị xã Mỹ Hào đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị hôm nay chúng tôi cũng trân trọng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở thẩm định và sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, cũng như là chỉ đạo cho các cái địa phương trong tỉnh của chúng ta tập trung là hoàn thiện cái việc là xây dựng cũng như là chúng ta phê duyệt cái quy hoạch. Ngoài hiện nay là của thành phố Hưng Yên, của Văn Giang và tới đây là Mỹ Hào thì các huyện còn lại chúng ta cũng phải đẩy nhanh, bởi vì báo cáo với các đồng chí là theo tiến độ thì kể cả quy hoạch tỉnh và quy hoạch cấp huyện của chúng ta hiện nay là cũng đang rất chậm. Thì chúng tôi cũng đề nghị là nội dung này chúng ta phải tập trung và đẩy mạnh. Có xong được quy hoạch thì mới là các cái bước tiếp theo để chúng ta tiếp tục là đầu tư để thực hiện bằng được cái quy hoạch mà chúng ta cũng đã được phê duyệt. Để đưa quy hoạch tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì chúng ta sẽ không bị sát nhập tỉnh. Mà trong khi đó là chúng ta tại sao làm như vậy, là chúng ta có khả năng và có điều kiện và đủ điều kiện để chúng ta thực hiện đến năm 2037 là Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Từ 2030 đến năm 2007 thì ta có 3 quận là thành phố Hưng Yên này, Mỹ Hào và Văn Lâm. Nên thành phố thì có Yên Mỹ và Văn Lâm. Thế còn lại là đô thị. Và cái hướng tới đến năm 2037 thì có thể là hướng tới là Kim Động và Ân Thi là chuyển một quận của thành phố Hưng Yên, và thành phố Hưng Yên sẽ đổi thành quận là quận Phú Hiệp. Đấy là các nội dung mà đề nghị điều chỉnh lần này. Nội dung thứ nhất, nội dung thứ hai về đề nghị điều chỉnh của tỉnh thì liên quan đến các cái chỉ tiêu công nghiệp. Ở đây thì chúng ta rất là khó khăn, vì theo quyết định 326 của Thủ tướng Chính phủ thì giao cho Hưng Yên đến năm 2025 là 3.849 ha các khu công nghiệp, và đến năm 2030 thì chúng ta được 5.021. Nhưng mà tại thời điểm hiện nay, tới năm 2023 thì đã được Thủ tướng chấp thuận là 4.395 ha rồi, tức là vượt cả cái chỉ tiêu mà quy hoạch tỉnh đến 2025. Mà do vậy mà căn cứ vào các nội dung như vậy, và Hưng Yên và một số tỉnh cũng đã đề nghị rất nhiều đến Thủ tướng Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo là yêu cầu rà soát để bổ sung quy hoạch tỉnh. Thì nhân cái căn cứ nội dung này thì các sự ủy ban tỉnh cũng đã trình thượng ban thường vụ, và ban thường vụ hôm nay đã trình ban chấp hành cái nội dung này, và ta dự thảo điều chỉnh lại đến năm 2025 thì chúng ta là 5.021, và đến năm 2030 là 9.540 ha các khu công nghiệp. Có như vậy thì Hưng Yên mới tiếp tục phát triển tiếp được. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị một số nội dung về phương án lập chi phí đầu tư dự án thành phần 1-2 thuộc dự án đầu tư xây dựng vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, và việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao tinh thần thảo luận tâm huyết, dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu về nội dung các báo cáo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí yêu cầu những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh thì phải tập trung giải quyết kịp thời, tháo gỡ những khó khăn của địa phương để tập trung phát triển. Đặc biệt, đối với hai nội dung về công tác quản lý, giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Hôm nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua báo cáo phát biểu các đồng chí ấy, thì tôi thấy là tất cả các ý kiến đều đồng thống nhất cao với các cái đề xuất của Ban Thường vụ rồi Ban Cán sự Đảng, Ban Dân tỉnh trình với hội nghị Ban chấp hành ngày hôm nay. Và ở đây chúng ta có một cái điểm mà tôi muốn lưu ý các đồng chí về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, đặc biệt là các đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các cấp nhớ cho tôi một điều. Năm nay rất khó khăn về sản xuất kinh doanh, về thu hút đầu tư của đầu tư tư nhân. Cho nên là đầu tư công là cái mà chúng ta có thể nương tựa vào để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối của năm 2023. Mà đến nay mới được khoảng 20% giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023. Đây là vấn đề tôi nói là các đồng chí là vấn đề rất lớn. Tôi cũng sẽ có những cái buổi làm việc thường xuyên có hai nhóm vấn đề để tạo động lực phát triển. Và tôi đã nói ngay từ đầu năm. Một là triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm. Lấy đây phải là cái động lực thứ nhất. Cái động lực thứ hai nữa đấy là đầu tư công. Và xin thưa các đồng chí, và tới đây có thể là tôi sẽ họp 2 tuần một lần liên quan đến các nội dung này. Và để cột trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu các cấp ngành và bí thư các cấp ủy và các cấp chính quyền không thể để thế này được. Làm gì có chuyện tiền chờ dự án thế này. Đấy. Rất đáng lo ngại. Không hiểu có cái gì vướng ở đây. Hay là sợ trách nhiệm thì sẽ phải bàn chỗ này, sợ trách nhiệm phải đứng sang một bên. Sau kỳ họp này tôi nói các đồng chí sẽ bước vào những đợt cao điểm cho tới cuối năm về hai nội dung này, thường xuyên và liên tục, không ngừng nghỉ. Tôi nói trước các đồng chí, không làm sao hoàn thành được cái mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra. Tiền có treo vào tài khoản kho bạc gây lãng phí, cái này chúng ta phải suy nghĩ. Từng đồng chí trong cấp ủy, các đồng chí nhớ là Ban Thường vụ nhận diện vấn đề rất sớm. Cho nên là ngay từ trong tháng 3, trước khi kết thúc quý 1, những cái dấu hiệu của 2 tháng đầu năm, nhận diện đúng tình hình và ban hành một chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo công tác triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, các đồng chí hãy đọc và quán triệt xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể cho cái nghị quyết đấy. Mà các đồng chí nhận diện rất đúng, rất trúng vấn đề và nhận diện từ rất sớm. Còn nếu mà không thực hiện không đúng, tôi nói với các đồng chí là đây thuộc về trách nhiệm các cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Sau hội nghị này tôi đề nghị các đồng chí là bí thư các cấp ủy, các đồng chí về rà soát lại ngay. Thường trực Ban Thường vụ thường xuyên sẽ có các buổi làm việc. Hội nghị thông qua 3 kết luận và 2 kế hoạch và thống nhất chủ trương dừng thực hiện mô hình thí điểm trưởng ban dân vận, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và 22. Cũng tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, đồng thời tiến hành giới thiệu bầu đồng chí Tô Thành Quyết tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025.